Có nước uống anh Khả, cho miếng nước anh Khả. Nước nó phèn uống thì uống. Nước phèn nó mà tưởng. Nước lọc hết rồi. Cho uống nước gì? Sáng giờ không có nước lọc rồi tôi lấy cái nước lọc bình mà gọi để mà xử lý nước sạch á, nước tinh khiết á, mà nước đó thì mình uống lạnh được đâu. Cái đó chỉ có đun sôi lên và hoặc chế trà hay là chế uống thôi. Chứ không... trà hả? Chế trà. Mà nước trà không được. Có trà mà trà ngủ uống được không chứ thì sáng giờ tôi chưa pha. Trà tối hôm qua tôi uống á, tới bây giờ nó sáng nay đó. Đâu? Tối hôm qua tới đây còn mà. À, uống nữa đi. Tối hôm qua. Ồ anh này hay uống trà nguội hả? Tức nghĩa là buổi tối tôi uống đúng không? Ừ. Bắt đầu cái tôi để nó qua đêm. Ừ. Thì uống buổi tối là mong chỉ uống được nước nhất, nước hai thôi chứ đâu phải uống nước ba được. Đúng rồi. Là để nó cái nước đó. Anh lại đem nói chuyện nghe nè. Hả? Anh đang uống thuốc độc. Đúng trà. Ông nói nãy ông nói là gì? Anh đang uống thuốc độc. Uống thuốc độc đúng không? Ừ. Ông nói cái này là chẳng khác nào ông đang gọi là hầu như là ông nói rất nhiều người Việt Nam mình luôn. Sao? Tại vì tao hầu như là ai cũng uống trà rồi. Ai cũng uống trà hết. À, tuổi gọi là tuổi trung niên như tôi trở lên á. Thế rồi. Tao uống trà hết trơn hoặc thấp cũng có. Ừ, mới lại em nói về mấy người bán trà tao chửi em. Đúng. Biết tại sao không? Sao? Em không nói là anh uống trà là thuốc độc, nhưng mà cách anh uống là thuốc độc. Cái nguyên nhân gây ra viêm đau bao tử mà có thể gây ra mà xuất huyết bao tử mà liên quan đến bao tử phải nhập viện á, ừ, là do trà. Đó, uống trà bị âm thần. Đó là cái thói quen. Em không nói là uống trà bị, nhưng mà cái trà nguội á là không nên uống. Ví dụ như anh pha trà nóng đúng không? Anh mới pha đúng không? À. Anh uống không hết, qua ngày mai bỏ, pha trà mới, đừng có tiếc. Có nhiều người ta thèm á. Sáng mai á mới ngủ dậy á, ở miếng trà nguội tối qua, tại vì tâm lý của mình là để đồ ăn tầm 2-3 ngày nó mới thiêu, chứ qua đêm nó không có thiêu, qua đêm do mà thiêu. Đúng không? À, người ta dậy người ta còn tiếc, ồ vẫn còn miếng trà thôi, pha lại miếng hút một miếng lạnh lạnh để cho nó có chút vị chát, vị đồ của trà nó thơm của trà xíu, mình pha sau cũng được. Sai lầm. Uống có ra vô á nó gây ra bao tử rất là ghê gớm. Đau bao tử, loét bao tử, xuất huyết bao tử. Trà là không được uống qua đêm. Có nghĩa là mình có thể uống trong gà trà uống trong ngày thôi. Tại vì khi mà qua đêm á, cái bã trà nó nguội rồi, nó sẽ tạo ra một số chất, nó gây ra vấn đề bao tử. Nếu không tin, mấy anh em hay uống trà và hay uống trà qua đêm, trà nguội á, mấy anh em chắc cuối sẽ gặp trường hợp là bao tử bị đau. 100% mấy em cứ tự kiểm nghiệm lại là biết bao tử sẽ bị đau. Trà uống rất tốt đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình phải uống như thế nào? Uống sai cách là nó sẽ gây ra bao tử. Tốt nhất là không uống trà để nguội qua đêm. Đúng rồi. Đù mà tính ra thì tôi cũng hay uống trà để dạng mình tiết á, dạng chiều lại cái mình uống phải một ly trà đậm đậm mình thì mình pha đúng không? Đúng rồi. Chứ còn trà kia nó lạc quá, cả ngày nó lạc quá rồi. Đúng rồi. Uống được bao nhiêu đâu, mấy ly cái bắt đầu để đó rồi bắt đầu cái tiết để là qua đêm là sáng mai uống tiếp. Mấy anh em mà có thói quen mà uống trà lại, uống trà qua đêm á, mọi người có cảm giác, có khi nào mọi người cảm giác sốc bao tử, đau bao tử bao giờ chưa? Nếu mà đúng á là nguyên nhân là do trà mọi người uống qua đêm, chứ không phải là do mọi người nhìn anh đó ăn gì đâu, do mọi người uống trà qua đêm nó vậy á. Đù thì ra hôm nay tôi thấy cũng lâu rồi bao tử tôi cũng hay có vấn đề, cứ đào đào biết không? Ừ, đó là do anh uống trà qua đêm á. Trà là uống trong ngày, uống xong một đợt của mình đã ngưng là mình bỏ, mình pha trà mới, chứ không có tiếc. Tiếc là đâu bao tử mình nó gánh á, mình tiếc là bao tử mình nó gánh. Ok nha, ok rồi đó. Dạ em uống đi. Em đâu uống đâu? Thì nó xin nước mới uống đi. Mới sáng sớm em chưa ăn cái gì nữa, chưa ăn cái gì trong bụng mà lại uống thêm miếng trà nguội nữa thì phá bao tử chết. Dạ để tôi đi đổ đi pha cái trà mới. Đó ok nha, chia sẻ mọi người nha, mọi người có thể rút nghiệm nha. Nhưng đăng ký bật chuông.